Mạnh Quỳnh chốt luôn biệt thự trăm tỷ sau chỉ chết làm giàu trên xác Phi Nhung. Bị đồn sở hữu biệt thự trăm tỷ bên Mỹ, Mạnh Quỳnh thẳng thắn phản phá bằng cách công khai hình ảnh tổ ấm giản dị bên vợ con. Nam ca sĩ cho biết chỉ muốn sống nhẹ nhàng chứ không thích phô trương. Từ xưa đến nay tuy rất nổi tiếng với vai trò người tình sân khấu của cố ca sĩ Phi Nhung, nhưng Mạnh Quỳnh luôn có lối sống giản dị, hiếm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân cũng như bày tỏ quan điểm về câu chuyện trong showbiz. Mãi đến dạo gần đây khi bị réo tên quá nhiều trước những lầm xùm liên quan đến Phi Nhung, chưa kể còn bị đồn sống sang chảnh, có nhà trăm tỷ bên Mỹ, nam ca sĩ mới buộc lòng lên tiếng làm rõ. Cũng nhờ vậy mà khán giả có dịp chiêm ngưỡng không gian sống giản dị mà hơi sức lãng mạn của Mạnh Quỳnh và vợ con. Ta nói cho dù nam ca sĩ có nhà vài trăm tỷ bên Mỹ thì cũng có gì lạ mà phải đi đồn vậy các mẹ nhỉ, công nhận nhiều người rảnh thật. Sau khi cố ca sĩ Phi Nhung qua đời, cuộc sống cá nhân của Mạnh Quỳnh bỗng nhiên bị soi mói quá mất. Không ít tin đồn thất thiệt về nam ca sĩ được lan truyền trên mạng xã hội. Trong đó có cả thông tin anh và vợ con đang sống trong biệt thự trị giá trăm tỷ. Trước điều tiếng không hay gây xáo trộn cuộc sống gia đình, Mạnh Quỳnh phản pháo thẳng thắn trên trang cá nhân. Người ta đồn đại Mạnh Quỳnh ở nhà mấy trăm tỷ, mơ hồ quá đi. Mạnh Quỳnh không có đâu quý vị ơi, Mạnh Quỳnh sống nhẹ nhàng lắm. Không chỉ đính chính thông tin sai lệch, Mạnh Quỳnh còn đăng tải một video ngắn quay lại toàn bộ khung cảnh ngôi nhà cả gia đình nam ca sĩ đang sống bên Mỹ. Sau cơn mưa trời lại sáng, mời mọi người cùng ngắm lá mùa thu sau sân vườn nhỏ nhà Mạnh Quỳnh nhé. Nhìn căn nhà gỗ ấm cúng cùng khoảng sân vườn đậm chất lãng mạn của Mạnh Quỳnh, khán giả cứ phải xích xoa khen ngợi. Tuy tòa ấm của nam ca sĩ không nguyên nhà tráng lệ như lời đồn, nhưng lại rất lý tưởng cho một cuộc sống nhẹ nhàng và êm đềm chia sẻ về không gian sống mạnh quỳnh cho biết ngoài nhà chính anh còn thiết kế thêm một căn nhà nhỏ giữa sân để mỗi sáng uống cà phê và sáng tác nhạc nam ca sĩ khẳng định bản thân sống rất nhẹ nhàng không phô trương mỗi ngày nuôi dạy con ăn học rồi sáng tác nhạc là quá đủ rồi nghe mạnh quỳnh đến chính tin đồn ở nhà trăm tỷ khán giả vừa bức xúc khi nam ca sĩ bị soi mói đời từ quá nhiều vừa mừng thăm vì nhờ vậy mới được chiêm ngưỡng ngôi nhà tuyệt đẹp của anh Mong rằng sau mất mát quá lớn khi cố ca sĩ Phi Nhung ra đi, Mạnh Quỳnh sẽ mau chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục cống hiến những sản phẩm âm nhạc thật chất lượng.